Xin chào quý vị và các bạn. Âm thanh phát ra từ đàn piano là thứ âm nhạc êm ái và lắm khi còn được xem là một phương pháp xoa dịu tâm lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đánh ra những nốt nhạc hay và cũng không phải ai cũng yêu thích tiếng đàn này. Và cũng chính từ tiếng ồn đàn piano, tại một cộng đồng ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đã xảy ra bi kịch thương tâm, khiến ba mẹ con hàng xóm mất mạng. Có một người đàn ông tên là Ohama Masuzo sinh vào tháng 6 năm 1928 tại Kotoku, Tokyo. Anh là con trai thứ hai trong gia đình, cha của anh điều hành một hiệu sách, còn mẹ là một bà nội trợ. Khi còn học tiểu học, Ohama đã có hành tích học tập rất tốt, từng được bầu làm lớp trưởng, nhưng do tập nói lắp của anh rất nghiêm trọng nên thường bị các bạn cùng lớp chế nhạo. Kể từ đó, tính cách của Ohama thay đổi rõ rệt, trở nên tự ti và không muốn giao tiếp với người khác, thích trốn trong góc một mình. Năm đầu cấp 2, trong một tiết học, cô giáo yêu cầu anh đọc bài văn trước lớp, nhưng vì quá hồi hộp đã khiến anh quên chữ trong sách giáo khoa, khiến cho cả lớp được một phen cười nghiêng ngả. Điều đó khiến Ohama cảm thấy rất xấu hổ. Sau sự việc trên, anh càng trở nên tự ti và ghét đọc sách hơn. Tháng 3 năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hầu hết các nam thanh niên đều được tuyển dụng và Ohama được phân công làm việc trong một nhà máy quân sự ở tỉnh Yamanashi. Đến năm 1946, khi anh 18 tuổi thì anh đã đến làm việc tại nhà ga đường sắt quốc gia. Trong hơn 3 năm làm việc, anh ta nghiện cờ bạc và mắc một khoản nợ lớn. Để trả nợ, anh ta đã biển thủ 39.000 yên của công ty. Sau đó anh ta bị tòa kết án 12 tháng tù giam và 3 năm tù treo. Sau khi bị đường sắt quốc gia sa thải, Ohama trở về quê hương ở tỉnh Yamanashi để sống với cha mẹ. Có lúc ở nhà làm ruộng, có lúc ra ngoài làm mấy việc lặt vặt, lâu dần khiến anh cảm thấy chán ngán những công việc như vậy và chọn cách nằm dài. Thấy anh suốt ngày không làm gì, người anh trai liên tục mắng mỏ. Ohama tuyệt vọng nên ăn ở nhà đi làm ở khu Shinbashi, Tokyo. Do công việc căng thẳng nên anh đã mắc chứng đau đầu căng thẳng. Gã đàn ông thất nghiệp nhạy cảm với âm thanh. Năm 1959, Ohama, 31 tuổi, được một bà mối giới thiệu làm con rể cho một gia đình giàu có. Vợ anh cũng đã qua một đời chồng. Sau khi kết hôn, người vợ vẫn thường xuyên qua lại với chồng cũ. Điều đó đã tác động sâu sắc đến Ohama. Anh có thể chấp nhận kết hôn nhưng không bao giờ chấp nhận việc bị cắm sừng, nên đã lấy hết can đảm để lựa chọn ly hôn. Đồng thời anh cũng nhận được một khoản tiền bồi thường. Sau khi ly hôn, Ohama đến làm việc tại một nhà máy ở Hachioji, Tokyo. Thời gian đó, anh sống trong ký túc xá của nhà máy. Mỗi đêm phòng bên cạnh, các thanh niên thường hay bật nhạc. Điều đó làm anh rất khó chịu, nhưng anh không muốn làm mất lòng đồng nghiệp nên đã chọn cách im lặng chấp nhận. Sau một thời gian dài, Ohama trở nên rất nhạy cảm với âm thanh. Ngay cả tiếng chim hót hoặc tiếng côn trùng cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Có nhiều cặp vợ chồng sống ở đây và con cái của họ đôi khi ồn ào hoặc khóc lóc khiến Ohama rất khổ sở. Anh ta không chịu được tiếng ồn nên đã đáp trả bằng cách la hét trong ký túc xá. Hàng xóm cũng gọi anh là kẻ lập dị. Năm 1965, Ohama đến tỉnh Kanagawa để làm việc trong một xưởng đèn sắt do họ hàng điều hành. Tại đây, qua giới thiệu, anh đã gặp gỡ với một người phụ nữ và hai người đã kết hôn. Cô ấy rất quan tâm đến Ohama. Cô ấy biết rằng chồng mình rất nhạy cảm với âm thanh nên sẽ luôn cố gắng không làm ồn khi ở nhà. Sau khi kết hôn, cả hai rời tỉnh Kanagawa và cùng đến làm việc tại một nhà máy ở thành phố Hachioji, Tokyo. Ohama làm công nhân lò luyện kim, còn vợ anh thì làm quản lý ký túc xá. Trong khoảng thời gian trên, độ nhạy cảm với âm thanh của anh đã lên một tầm cao mới. Mỗi khi vợ đi tắm, tiếng nước chảy róc rách cũng khiến anh rất cáu kỉnh nên đã nảy sinh bạo lực gia đình. Có rất nhiều chó hoang gần ký túc xá. Ohama nghĩ rằng tiếng chó sủa quá lớn nên đã ra ngoài và giết tất cả bọn chúng.
Một nhóm sinh viên sống trong ký túc xá nơi Ohama ở vào ban đêm. Họ thích chơi mạt chược trong ký túc xá nên thường gây ra những tiếng động rất lớn khiến Ohama cả đêm không thể ngủ được. Sau đó hai bên xảy ra xích mích. Ohama không thể chịu đựng được nên đã chọn từ chức và chuyển đến nơi khác. Vào tháng 4 năm 1970, hai vợ chồng Ohama đã cùng nhau chuyển về sinh sống trong một khu tập thể thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa. Đây là một khu cộng đồng lớn gồm 50 tòa dân cư với khoảng 1.300 hộ dân. Các khu tập thể ở đây đều có cấu trúc 4 tầng. Hai vợ chồng Ohama sống ở khu tập thể số 34, tầng 4, phòng 406. Hai tháng sau khi vợ chồng anh chuyển đến đây thì đã có một gia đình mới chuyển đến phòng 306 ngay dưới nhà anh. Họ là một gia đình 4 người. Người chồng có tên Okumura, 32 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Vợ của anh là Yaeko, 29 tuổi, làm bà nội trợ. Họ có hai cô con gái là Mayumi, 8 tuổi và Joko, 4 tuổi. Một trong những lý do tại sao Ohama chuyển đến khu cộng đồng trên là vì nó cách xa khu vực đô thị và tương đối yên tĩnh. Tuy nhiên, hiệu quả cách âm của các tòa nhà dân cư như vậy thường không tốt. Bất cứ khi nào gia đình Okumura ở phòng 306 mở và đóng cửa sổ hoặc đóng cửa nhà vệ sinh, âm thanh sẽ được truyền lên tầng 4 và họ đóng mở cửa rất nhiều lần mỗi ngày nên Ohama rất nhạy cảm với những âm thanh như vậy. Chúng khiến anh rất khó chịu. Chỉ cần ở nhà anh ấy sẽ đóng cửa lại trải thêm một tấm đệm dày dưới sàn để ngăn âm thanh ở tầng dưới vọng lên. Năm 1973, xã hội bắt đầu chú ý đến việc nuôi dưỡng sở thích của trẻ em, từ đó dấy lên làn sóng học piano. Nhiều gia đình sẽ mua đàn piano cho con. Theo thống kê chưa đầy đủ thì cứ 10 hộ gia đình ở Nhật Bản thì có một hộ gia đình mua đàn piano, và nhiều gia đình ở khu dân cư mà Ohama đang sống cũng không ngoại lệ. Họ cũng mua đàn piano cho con cái. Do âm thanh của đàn piano quá lớn, cộng đồng đã đưa ra các quy định liên quan. Cư dân chỉ được chơi đàn vào khoảng thời gian rảnh và có ý thức đóng cửa sổ để tránh làm phiền những người hàng xóm khác, nhưng không phải ai cũng chấp hành nghiêm túc nội quy. Thỉnh thoảng vẫn có một số hộ cho con cái chơi đàn vào ban đêm. Con gái lớn của gia đình Okumura là Mayumi, năm đó cô bé 7 tuổi và đã học lớp 2 của trường tiểu học. Gia đình Okumura không muốn con cái phải thua kém bạn bè, vậy nên dù kinh tế không khá giả, họ vẫn mua một chiếc đàn piano với giá 260.000 yên, tương đương với khoảng 44 triệu đồng Việt Nam, để cho cô bé luyện tập ở nhà vào mỗi buổi chiều sau giờ học. Ohama vốn là một người yêu nhạc, nhưng từ khi trở nên nhạy cảm với âm thanh, anh ta không còn thích nghe nhạc nữa. Khi cảm thấy ồn ào, anh ta sẽ đeo tai nghe, mục đích chỉ để cách ly với tiếng ồn từ bên ngoài. Nhưng giờ mỗi ngày anh đều bị tra tấn bởi tiếng đàn từ tầng dưới vọng lên khiến anh rất khổ sở. Anh cũng nhiều lần đi xuống than phiền về tiếng đàn với Okumura, nhưng mỗi khi anh vừa dứt lời và quay về nhà thì tiếng đàn lại vang lên. Người còn sống không ai mà không phát ra âm thanh được đâu chú. Một lần khi Ohama đến phòng 306 để khiếu nại, lúc đó chỉ có cô bé Mayumi là ở nhà. Cô bé ngô nghề trả lời rằng, người còn sống không ai mà không phát ra âm thanh được đâu chú. Câu nói đó khiến cho Ohama tức giận đến tận cùng. Trong đầu anh đã nảy sinh ra một ý nghĩ rằng, nếu một người còn sống họ sẽ phát ra âm thanh, nhưng khi mất đi rồi thì âm thanh đó sẽ không còn. Trong môi trường ồn ào kéo dài, Ohama trở nên rất cáu kỉnh và bạo lực đối với vợ ngày càng nghiêm trọng. Dần dần, anh đã mắc bệnh chứng hoang tưởng. Cứ như vậy, một năm trôi qua, Ohama đã xin nghỉ việc ở công ty và sống bằng trợ cấp thất nghiệp 7.000 yên một tháng. Vợ chồng Ohama ở với nhau nhiều năm không có con. Cuối cùng, do không chịu nổi cảnh buồn bã thiếu vắng tiếng cười đùa con trẻ trong nhà, trong khi chồng lại thất nghiệp lông bồng, vợ Ohama quyết định ly hôn với hắn. Sát hại ba mẹ con và mảnh giấy trước để lại trước khi bỏ trốn. Đến tháng 8 năm 1974, Ohama lại đến nhà của Okumura để phàn nàn và thấy một tờ giấy dán trên cửa có nội dung: bọn trẻ đã ngủ, xin hãy im lặng. Khi nhìn thấy mảnh giấy, anh đã rất tức giận. Ngôi nhà của họ liên tục gây ồn ào,
ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của người khác mà giờ lại đi dán một tờ thông báo kêu người khác im lặng để họ được nghỉ ngơi. Anh chưa từng thấy người nào ích kỷ như vậy. Trong khoảng thời gian trên, Ohama đã phải hứng chịu nhiều đòn tâm lý khác nhau như ly hôn và thất nghiệp, do đó sự cố tiếng đàn giống như giọt nước tràn ly. Điều đó khiến Ohama bộc phát ý định xấu xa. Anh ta đã đến cửa hàng mua dụng cụ gây án rồi quan sát giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của gia đình Okumura chờ cơ hội ra tay. Khoảng 7 giờ 15 phút tối ngày 28 tháng 8 năm 1974, Ohama vẫn đang ngủ say ở nhà nhưng lúc tiếng đàn piano của nhà Okumura lại vang lên, khiến anh bị đánh thức. Anh tức giận, liền đi quan sát, thấy Okumura ở tầng dưới đã rời khỏi nhà để đến công ty làm việc, chỉ còn người vợ Yaeko và hai cô gái ở nhà. Thấy vậy, anh liền mang theo hung khí gây án âm thầm đi xuống nhà Okumura. Anh ta canh lúc người mẹ mở cửa đi đổ rác liền lẻn vào nhà. Bên trong nhà chỉ có hai đứa trẻ, một đứa đang chơi piano, một đứa đang ngồi chơi dưới sàn nhà. Không nói không rằng, Ohama bước vào phòng và cắt đường dây điện thoại ở lối vào để ngăn chặn bất cứ ai gọi cảnh sát. Sau đó anh ta xông vào nhà và sát hại hai đứa trẻ và trốn sau vách ngăn của căn phòng. Không lâu sau, khi Yaeko đi đổ rác trở về, anh ta lại lao đến sát hại cô. Chưa đầy 5 phút, Ohama đã hoàn thành tội ác của mình. Sau khi gây án xong, Ohama để lại một mảnh giấy dán trước cửa nhà hàng xóm với nội dung chúng mày ít ra đã có thể xin lỗi vì làm phiền người khác. Mọi chuyện xong xuôi, anh ta nhanh chóng bỏ trốn. Đến khi người bố đi làm về phát hiện vợ con mình bị sát hại liền gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã tức tốc đến hiện trường. Tại hiện trường, cả Yaeko và hai cô con gái của cô đều đã qua đời. Theo lời khai của người hàng xóm, cô nhìn thấy Ohama chạy từ hướng nhà Okumura với quần áo dính máu. Cảnh sát ngay lập tức xác định được nghi phạm nhưng tung tích của anh ta hiện vẫn chưa xác định được. Cảnh sát sau đó đã tìm đến gia đình và bạn bè của Ohama thì một người bạn đã kể rằng Ohama từng bảo muốn nhảy xuống biển vì không muốn sống. Cảnh sát ngay lập tức điều động hơn 200 cảnh sát đến các vùng biển xung quanh để tìm kiếm nhưng không tìm thấy được gì. Sau khi gây án, Ohama đã lái xe máy đến ga Miyayama. Do vết máu trên quần áo dễ bị lộ nên anh đã lấy trộm một bộ quần áo của những người khác để thay thế và tiếp tục bắt xe buýt đến thành phố Fujikawa. Sau đó anh ta lên tàu và di chuyển đến quận Gunma. Anh ta không tìm được lối thoát và không biết mình sẽ đi đâu. Vài ngày sau đó, Ohama liên tục lang thang khắp các tỉnh Kanagawa, tỉnh Gunma và Tokyo. Trong thời gian đó, anh ta đã vứt bỏ các công cụ gây án và bí mật ngủ trong một chiếc ô tô đậu bên đường vào ban đêm. Đến ngày 31 tháng 8 năm 1974, Ohama không thể chịu đựng được cuộc sống trốn chạy như vậy nên anh ta đã quay trở lại đồn cảnh sát ở thành phố Hiratsuka và đầu thú. Anh ta đã thú nhận toàn bộ quá trình và động cơ phạm tội, đồng thời cũng dẫn cảnh sát đi tìm những công cụ gây án đã bị vứt bỏ. Án tử dành cho hung thủ nhưng dư luận lại có phản ứng bất ngờ. Trong phiên tòa sơ thẩm của tòa án quận Yokohama, theo kết quả kiểm tra, bác sĩ tâm lý xác nhận Ohama có nhiều vấn đề bất ổn về thần kinh. Tuy nhiên, mặc cho đầy lý do khả thi có thể giúp Ohama thoát tội, hắn vẫn bị tuyên án tử hình sau hành động máu lạnh của mình. Cứ tưởng với bản án thích đáng dành cho Ohama, dư luận theo dõi vụ việc sẽ vô cùng hài lòng. Hiệp hội nạn nhân tiếng ồn ở Nhật Bản đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Ohama. Họ tự phát đơn và kiến nghị xin giảm án cho Ohama. Được biết, những năm 70, chơi đàn piano được xem là một trào lưu của giới trung lưu tại Nhật Bản. Theo ước tính, thời điểm đó có đến hơn 3 triệu hộ gia đình sở hữu cây đàn trong nhà. Tiếng đàn tràn ngập khắp mọi nơi và gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống tinh thần của nhiều người và điều này đã khiến họ đồng cảm, xin giảm án cho Ohama. Vào tháng 5 năm 1976, phiên tòa thứ hai được tổ chức tại tòa án tối cao Tokyo. Nhưng thay vì nắm bắt cơ hội này để đệ đơn kháng cáo, Ohama lại xin được thi hành án tử càng sớm càng tốt.
Hóa ra, trong thời gian bị giam trong tù, hắn đã bị tiếng ồn của các phòng giam kế bên làm cho suy sụp, không thiết sống nữa. Tiếc thay, mong muốn của hắn lại không thành. Tại Nhật, dù tuyên án tử hình cho một phạm nhân nào đó, quá trình diễn ra vẫn rất lâu. Cứ thế, đến nay đã hơn 40 năm, Ohama vẫn còn ở trong tù. Năm nay hắn đã 92 tuổi và có thể nói là tử tù cao tuổi và sống dài nhất trong lịch sử hành pháp tại xứ sở Hoa Anh Đào. Vụ án ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.